Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Thúy Hằng rất vui khi được quay trở lại gặp các bạn trong chương trình Mỗi Ngày Một Sản Phẩm của siêu thị điện máy HC. Chắc hẳn là trong những ngày chống dịch tại gia như thế này thì các bạn sẽ cùng gia đình xung bày trong gian bếp nhỏ và cùng nhau nấu những món ăn ngon. Điều này trở nên thật là thú vị phải không ạ? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về sản phẩm mò nướng mang thương hiệu Bluestone với mã model là EOP7588. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sản phẩm này nhé. Sản phẩm này được thiết kế với mọi đen sang trọng, phù hợp với mọi không gian bếp. Phía bên phải chúng ta có thể nhìn thấy đó là ba núm vặn cơ. Núm đầu tiên là nút điều chỉnh nhiệt độ, nút thứ hai là điều chỉnh thanh nhiệt và quạt ứng niu, nút thứ ba đó là điều chỉnh về thời gian. Với ba nút xoay vặn dễ dàng như thế này thì có thể người dùng lớn tuổi cũng có thể sử dụng một cách thuận tiện. Cửa lò thì được thiết kế bằng kính chịu nhiệt và một thanh cầm, nó tạo lên sự chắc chắn cho sản phẩm và cũng là sự khác biệt của lò nướng Bluestone với những lò nướng khác. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thiết kế bên trong khoang lò. Khoang lò được thiết kế bằng thép không gỉ với một dung tích lớn lên tới 42 lít. Việc này thì phù hợp cho việc nấu ăn cho gia đình đông người hoặc là những hộ kinh doanh nhỏ. Về phía thanh nhiệt thì thanh nhiệt được thiết kế đạt âm, giúp người dùng có thể dễ dàng vệ sinh khoang lò sau khi nướng. Và có một đèn nướng halogen, đây là điểm đặc biệt mà chỉ có lò nướng Bluestone mới có. Đèn nướng halogen giúp bổ sung nhiệt lượng, giúp thực phẩm chín đều từ trong ra ngoài, tạo nên độ vàng và độ bắt mắt cho sản phẩm sau khi nướng thành công. Về phụ kiện đi kèm với lò bao gồm có một khay nướng, một vỉ nướng cùng với một xiên thanh quai. Xiên thanh quai này thì giúp chúng ta có thể dễ dàng thực hiện những món nướng gà, vịt, cá nguyên con và phục vụ cho những bữa tiệc gia đình. Vừa rồi Thúy Hằng đã giới thiệu đến các bạn một sản phẩm mang thương hiệu Bluestone, đó chính là EOP7588. Hiện nay thì sản phẩm này đang được bán. Vậy thì còn chần chờ gì mà không nhấc máy gọi đến số hôm nay của chúng tôi, đó là 18 hoặc là liên hệ với siêu thị HC gần nhất để có thể nhận thêm thông tin chi tiết về sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.